chào các bạn. Hôm nay mình bắt đầu mình làm một video giới thiệu với các bạn về chương trình kiếm tiền trên điện thoại di động. Và phần mềm này có thể kiếm tiền trên điện thoại iPhone và điện thoại Android. Chúng ta bắt đầu điền tên phần mềm là Make Money. Chúng ta vào CH Play. Chúng ta tải phần mềm về Make Money. Rồi, đây là phần mềm Make Money. Đây. Đây, chúng ta vào đây cài đặt. Phần mềm kia là của người Việt Nam đã giả mạo. Đây mới gọi phần mềm chính thống nhá. Các bạn lưu ý, không đến lúc cài phần mềm kia vào thế này làm nó không giống. Phần mềm này cũng vẫn kiếm được tiền nên các bạn vào làm cũng được, nhưng mà thôi cứ phần mềm quốc tế làm cho nó dễ. Vì phần mềm này mình gần đủ tiền được rút rồi. Nhưng 5.000 Egypt là mình được rút 5 đô. Cứ 1.000 là mình được rút. Cứ 5.000 là mình được rút. Phần mềm Bất Money. Phần mềm này trên điện thoại iPhone mình kiếm được 900 coin. Khi chúng ta cài xong thì chúng ta nhập mã giới thiệu vào. Chúng ta nhập mã giới thiệu nha. Tí mình lấy mã giới thiệu máy mình. Khi chúng ta sếp chia sẻ các phần mềm này cho các bạn khác thì mỗi lần mình sếp họ sẽ nhập mã core của mình vào và mình được 20 credit. Các bạn đợi tí. Máy lấy hơi lâu. Đấy, không có mà đi. À, lập mà zip vào nha. Ồ. I L C D Enter. Chúng ta nút start vô. Rồi, chúng ta get money và chúng ta được 74 tiền này. Chúng ta kích vào check in. Mỗi một cái này mình xem nó có video quảng cáo, mình xem mà mình được tiền. Thì được 2 edit. Rất nhỏ nhưng mà chịu khó xem. Nếu các bạn nào ở bên nước ngoài thì phần mềm này cực kỳ hiệu quả cho các bạn. Vì các app bên nước ngoài tiền nó lớn. Lượng tiền cực lớn luôn. Và đây là tính năng kêu gọi tất cả các bạn bè trên Facebook của mình làm theo mình
Nhưng mình máy này mình chưa kết nối Facebook thì mình chưa được. Đây là gửi thư, cứ mỗi một bức thư và cả một cao mình giới thiệu là được 20 credit. Đây, đây là hộp thư. Nghe mình cứ giới thiệu một thư rồi họ sẽ đây mình tự gửi cho mình luôn được. Dưới này địa chỉ. Rồi chúng ta tới đây và nhập địa chỉ Gmail vào tên. Chúng ta ấn luôn data data. Ta chuyện. Ok. Thì chúng ta đã lấy tiền lên rồi. Đấy. Thế thì chúng ta cũng chịu khó nhập Gmail vào thôi. Cũng khá đơn giản đúng không? Dễ kiếm tiền. Thế thì mình có rất nhiều Gmail thì cứ làm một ít Gmail cũng được. Mình rơi vào tầm độ 100 cái. Cái này nó hơi lâu rồi, nhưng các bạn thử phát nữa xem. Ok. À, cái này hình như mỗi ngày chỉ gửi một lần thôi, mình chỉ nội không nhiều quá nó lâu xam chia sẻ nhiều là không được. Các bạn nhớ là khi cài đặt các bạn phải nhập cái mã giới thiệu vào thì các bạn được sẽ được 20. Xong vào thì các bạn kích check này. Các bạn kích vào check in thôi. Đây cái này. Thì các bạn ấn điện thì nó sẽ có những video quảng cáo thì các bạn sẽ kích vào và xem. Thì mỗi một cái đấy thì các bạn sẽ được 2 đến 20 credit. Hiện giờ là nó chưa có cái quảng cáo cái ứng dụng. Ở đây. Đây cũng là một một chương trình cài ứng dụng này. Credit chúng ta chia sẻ cái mã này. Các bạn khi ấy xong các bạn nên chia sẻ. Các bạn sẽ được 100 credit. Đây là quá trình rút tiền. Đấy, cứ 5.000 credit là được 5 đô. 5 đô này là rơi vào tầm độ được 100.000.